Xin chào bạn. Hiện tại tôi đang có mặt ở trong phìn ngan cái lễ hội Út Tồng của người dân tộc Dao Đỏ ở vùng cao này. Và cái lễ này thường thường sẽ tổ chức tại ở trong thôn. Và hôm nay tôi sẽ đi vào trong này, tôi sẽ xem là lễ hội này nó sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng đồng hành và khám phá cùng mình nhé. Nói chung là cái lễ hội Út Tồng này thì mình cũng chưa đi xem và trải nghiệm lần nào nên là mình cũng rất là tò mò. Đây có vẻ là đang đẩy gậy hay sao các bạn ạ? Chúng ta thi đấu môn đẩy gậy nam. Đúng rồi, bây giờ sẽ là tiếp tục là đẩy gậy các bạn ạ. Lý Lã San và Sĩ Tùng ạ. Tiếp theo môn thi đấu đẩy gậy nữ. Láo Hoàng sẽ gặp vào Sĩ Tùng. Đây mình sẽ vào phía bên trong này xem có trò chơi gì nào. Cái lễ thì đã diễn ra từ sáng sớm rồi các bạn ạ. Thì mình đến đây cũng một lúc cũng muộn muộn rồi. Nên là lễ đã diễn ra từ sáng sớm rồi, bây giờ đã 9 giờ. Nên là lễ chắc diễn ra theo khoảng lúc 7 giờ, 8 giờ gì đó. Đây cũng là một cái trò chơi này các bạn. Anh ơi, cho em hỏi cái này là ai đi qua được cái này là được thưởng hả anh? Vâng, đi đây vô đây được thưởng. Là thưởng nó sẽ là gì hả anh? Ví dụ tiền. Tiền là nhưng mà đã ai đi qua được đây chưa hả anh? Vừa được có một người thôi. À. À tức là giờ đây là chỉ là thử đi thôi là thử đi thôi. À thử đi. Lúc thử là được và lúc làm lại không được nhỉ? Không được. Sau những cái 2 năm dịch giã thì bây giờ lễ hội và tất cả những cái nơi cũng đã trở lại và rất là vui. Và sau những 2 năm dịch giã thì rất là chán và không hề có lễ hội gì cả. Thì hôm nay Phìn Ngan lại tiếp tục có lễ hội diễn ra tại xã Phìn Ngan. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên sau những dịch xong lễ hội lại nhà trên đài thể thao và trọng tài ghi bàn nhân nhân phân thưởng tiền tương lai chúng ta lễ hội đây sẽ không phải hồi hộp, chúng ta có thể vào chơi. Diễn ra rất là dài và từ sáng nay đến tối nay 22 giờ. Mời chúng ta cùng chào nhiều người lớn nhé, cho tất cả người lớn chơi một chút nhé. Hôm nay gọi là chỉ là cái lễ hội diễn ra và diễn ra những cái trò chơi, còn tối sẽ biểu diễn tất cả cái văn nghệ. Và phía đằng này là những cái gian hàng mà bày trưng bày những cái ẩm thực hoặc là ẩm thực của trên thôn. Và cái bạn nữ này, cái bạn nữ vào nè, bạn nữ nào là vào nè. Cũng giống như là mình giới thiệu sản phẩm. Các bạn nữ vào nào, chúng ta đi xem các bạn nữ vào nào. Đây mình sẽ quay một tí cho các bạn xem. Cái này coi như là giới thiệu về tranh hình ảnh truyền thống của vùng cao. Đây là các gian hàng coi như là giới thiệu về rau xanh về vùng cao này.
Cái này nó cũng là trang phục truyền thống luôn. Bây giờ sẽ là đến tiết mục sẽ là bắt vịt. Đây thì sẽ đưa bây giờ thì sẽ bắt vịt ở đây này các bạn. Là cứ là ai bắt sẽ là vào bắt. Thì trước khi bắt là phải bịt mắt lại tất cả, bịt mắt những người mà bắt vít đấy các bạn. Trụ sở chị Châu đóng ở xã Mát Sát. Thời kỳ này vùng đất phía Nam là một xã tương đương với thôn của xã Nhạc Sơn. Cũng như các địa phương khác, đã bây giờ sẽ đến đồng chí này bắt phải bịt mắt lại. Không bắt được 10.000 nha, không bắt được 10.000 đây. Sáng cái còi kệ rồi. Hai người. Mỗi lần bắt là một nam một nữ nha. Một nam một nữ. Không, một nữ là tao ngại cái gì đâu. Để ra đây. Một nam một nữ nha. Lấy khẩu trang vịt luôn cũng được mà. Thế là có một người đã gọi là chịu thua và sẽ rời bỏ nha các bạn. À, bạn nam nào vào bắt à? Bây giờ là đến hai đồng chí này là bắt vịt các bạn. Mình sẽ thử thách là mình sẽ hai người đồng chí này vào cùng này. Sát tay đã.
Ô tối nào? Tối chứ, bạn như kiểu mà có cái tối mới nhìn thấy cái này bị to là tối không nhìn thấy. Bây giờ tới thấy điều khiển đấy, đi thẳng vô phát rồi. Bây giờ sáng rồi. Đây, trước bạn chạy, hai bước đây. Đây, quay về đây. Phải nhảy vô nhá. Ăn tổ chức đây. Quay đằng sau. Bắt luôn. Đây, sắp trúng rồi. $10. Đấy. Đây, tay chỉ. Đúng rồi, đây chỉ đúng rồi đấy. Nè. Đây, chạy thẳng đi, hai con. Nhớ nhanh quá đấy. Đi thẳng ba bước chân. Bên này. Đây, không phải. Đấy, đi thẳng luôn, chạy thẳng. Hết rồi chưa? Mà chúng bạn đủ rồi. Đâu chỉ cần đi qua. Đi thẳng. Chưa 5 phút cơ mà. Chưa, đi thẳng bên này. Đây, ngay trước mặt tớ. Đây cơ mà. Đây, bên tay phải, tay phải. Đây, sắp tới. Chạy. Bên tay trái. Bên này. Chống mặt đi. Hết rồi. Một nam một nữ đi. Tại hết mùi.
này cổ vũ coi sao mình vô nhiệt lắm nhỉ, cổ vũ vô chủ chỉ lo mà chót chủ ha, chót chủ chỉ lo ấy. Bây giờ nhìn thấy làm rồi. Hoàng Trinh hoàng hoàng. Coi như thay trẻ con mình em và bắt chúng từ năm đó một mình. Hai thằng đi sợ đâm đầu lắm. Mệt quá bạn ạ. Vừa bị bịt mắt xong bây giờ mắt nhìn cứ kiểu là nó mờ mờ ám ám kiểu gì. Hiện tại mọi người vẫn đang ở bên trong để bắt. Tại vì lúc mà mình vào ấy thì bên trong ở xung quanh khán giả nó hô nhiều quá, mình cũng không biết là bên nào luôn. Thiếu ta, ôi thiếu ta, thiếu ta, biết điều gì? Gá, pé phạt tao với chị đây. Chị ơi, em xin phép chị tắt một chút nhạc để em quay tí, bởi vì em nếu mà em quay thì nó sẽ dính vào bản quyền ở đây ấy, nhá. Em xin phép chị một tí nhá. Nhưng mà đây là mình đang giới thiệu về bánh chưng à? Bánh ạ? À? Đây là xôi mâm hoa quả. Xôi mâm hoa quả. Đang chuẩn bị mâm hoa quả đây. Bên mình là, đây là này là bày theo thôn à? Ừ đúng rồi. À, chị là chị ở bên Láo Sáng à? Bên Láo Vàng. À Láo Vàng. Ừ. Láo Vàng, tức như là mỗi một thôn nó sẽ... Mỗi một thôn sẽ có một cái gian hàng. À, một cái gian hàng như vậy. Và cái gian hàng của thôn Láo Vàng là chuyên về trang trí về đồ cổ. À đồ cổ, vâng. Như là cái đồ cổ quần áo đây đúng không? Quần áo này với lại đồ cổ mấy cái vật dụng đồ dùng là vâng. Trước kia ông bà vâng. Chị có thể cho em biết một chút về tên của chị được không ạ? Chị tên là Duyên. Duyên. Vâng. Nay chị được thôn giới thiệu về đây phụ trách về gian hàng. Vâng. Em rất là cảm ơn chị. Đây là còn cái ống ấy là rượu đúng không? Chung rượu. À, chung rượu. Rượu khác của Láo Vàng. Vâng. Anh có muốn nếm thử không ạ? Dạ, thôi vì rượu nếm thử nó sẽ cái rượu này biết là nó sẽ rất là nặng rồi. Rồi mình quay nhờ một chút cái xôi. Đây gọi là xôi ba màu à? Vâng. Cái này là mình làm sẵn ở nhà rồi mình mang xuống. Đấy. Vâng. Đây là được đồ sẵn ở nhà thì mang đến đây để trang trí. Còn cái này là cái bừng ấy ạ? À để mình chấm xôi. Vâng. Tất cả cái đồ dùng này là của người dân tộc hết nhà chị nhà. Đây là toàn là đồ cổ. Đồ cổ với lại cái thực phẩm rau sạch là bên này là rau sạch rồi. Đấy, còn thịt gác bếp thì là chuẩn. Thịt trâu các bếp, thịt lợn các bếp. Còn phía bên này nó cũng là đồ cổ này. Cây này, bừa này, bó trâu này, ấy, vai trâu có rất là nhiều. Cái này chắc bây giờ chắc không ai dùng nữa đâu nhỉ? Ngày xưa có rồi. Mà mấy cái đồ này mình cũng không biết để làm cái gì. Đây là một cái máng. Cái này với cái này là kết hợp thành một đôi. Vâng. Bây giờ chị có thể giới thiệu một chút về cái này để cho tất cả mọi người cùng biết được không? Còn cái này là cái sáo hồ lô. Vâng. Thời cổ ngày xưa đấy. Vâng. Cái này là kèn là chuyên để thổi đám cưới. Vâng.
À còn à cái trống này là vâng, trống rồi. Mình dùng để đám cưới này, đám ma. À đấy, còn đây là cái cân đây đúng không? Đây là cái cân là ngày xưa là trước sử dụng cái này là để cân, gọi là cân bạc đấy. Vâng. À bây giờ vẫn còn. À, đúng không? Còn à những cái đồ này cũng là đồ cũ hết đấy chị nhỉ? Đây là nỏ này. Ừ. Nỏ của các cụ ngày xưa chuyên đi dùng để săn bắt. Vâng, vâng, vâng. Còn cái rổ này là rổ để đựng đũa. Đũa? Vâng, đũa, đũa mình dùng ăn cơm ấy. Vâng. Đấy, cũng rất là lâu rồi. Cái rổ để rổ mình cá. Mình đi bắt cá, để đựng vâng. Cá. Vâng, vâng. Cái này lấy là mình hot, chắc là hot rác đấy chị nhỉ? Có phải không? Cái này là húng thóc. À à dùng đúng rồi, đúng rồi. Dùng để húng thóc khi nào mà mình đập lúa đầy này xong rồi mình lấy đổ vào bao. À. Đây hồ lô của ngày xưa đây. Vâng vâng, cái này chắc được mấy chục năm nữa chị nhỉ? Vâng vâng. Còn cái này nó là cái cưa. Cái cưa xẻ bằng tay. Vâng vâng. Thế còn cái này? Để mình chắn thóc đỡ bay ra ngoài. À đây là mình đập bằng cái này á? À? Mình đập, tức là mình dùng nó phải có cái kẹp đấy nhỉ? Cái này kẹp đây. À đấy. Cái này kẹp đây. Cái này kẹp nó xong là mình chỉ đập vào cái đầu. Cái này mình đập ở dưới hay là mình đập ở dưới? Đập ở dưới. Đập ở dưới xong là đây đập ở đây, đập ở kia. Đúng. Nói chung cái này là đúng là đồ cổ lần đầu tiên được thấy đấy. Vâng, em rất cảm ơn ạ. Là ở đây là giới thiệu về cái cối xay ngô này các bạn ạ. Cối này có thể xay được ngô tươi và khô nha các bạn. Cái này là hoàn toàn làm bằng đá. Ngày xưa làm bằng đá này các bạn. Và nó sẽ xay ra, nó sẽ như thế này. Nó sẽ xay ra thành bộ như vậy. Chị cứ làm thoải mái đi. Chị cứ làm tự nhiên đi. Cái này thì mình gói lại đúng không chị? Vâng ạ. Cái này là mình làm đến tối à? Hả? Cái này mình làm đến tối à? Dạ thôi. Dạ thôi chị cứ ăn đi, em không ăn đâu. Vâng, em rất là cảm ơn em. Đây là gian mà giới thiệu về xôi này các bạn ạ. Xôi ba màu. Đây là xôi ba màu đúng không chị? Vâng ạ. Xôi ba màu. Mà cái nếp đen đen này là gọi là nếp gì nhỉ? Nếp cẩm. Nếp cẩm. Nếp cẩm. Nếp cẩm. Nếp cẩm. Vâng. Mà cái cốc này là để mình uống rượu à? Chén rượu. Chén rượu. Nhưng mà cái này là mình phải có rượu để cho người ta thưởng thức đúng không? Mỗi người một cốc to này chắc cũng phải say rồi. À rượu cũng phải. Mời em ly rượu. Giới thiệu về rượu và các sản phẩm trong thôn đúng không? Vâng ạ.
người các bạn ạ. Đấy, các chị vẫn rất là chăm để gói lại những cái xôi để bày ở đấy là giới thiệu. Cái này là rượu nha các bạn. Đấy. Và tất cả các bạn có thể thưởng thức rượu và xôi. Xôi ba màu, nó rất là nhiều đặc sản ở trên vùng cao. Bây giờ là tất cả mọi người ở đây sẽ chọn ra những người mà đặc sắc nhất để kéo co. Và tất cả cũng phải có nam nữ ghép vào để kéo. Mọi người đừng chế chảy ra, chế chảy đó. Và cả viên nào thắng lớn chúng ta vào. Sẽ cử ra mỗi đội là 9 người một bên. Rồi một bên là cử ra 8-9 người các bạn ạ. Ra đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.